Con sinh sản ạ. Như con này mấy tháng hả bác? Cho tí nuôi nhất 3D rồi cho nó đa dạng. Đúng rồi. Đây chỉ có bò 3D với bò xin thôi. Xin nái ở bên kia cũng chuyên bắn tinh 3D đẻ ra nuôi. Vâng. Còn 40 con đây là nái lẻ không? Nhưng dãy kia là bò đẻ tất. Cái giống nó là đốm đốm mặt thế à? Không. Nó đốm là nó bây giờ cái cỡ lớn là thay lông. À, nó thay lông rồi nó tưởng thay nó lại đốm đốm kiểu thay lông xù lông xong cái à. Trên đây bây giờ tổng đàn bò 3B này là bao nhiêu con chú? 140 con. Cái gì à, đây là con thả nhốt luôn. 140 con đấy hả? Đây là nuôi nhốt thôi chứ còn này bọn này thì cứ thứ bảy hàng tuần là thịt nhỉ? Thứ bảy chủ nhật nhưng mà nó chết cái là thịt ở đây bán ít lắm, mang Hà Nội nhưng mà khi nào mà có xe đâu với thịt được, có người với thịt được, có người với thịt được, thịt mang chuyển đi. Thế thành quả là thịt thôi chứ nó không thịt nhiều. Còn đa số mua xong bán hơi theo lô. Thịt của nó bây giờ khoảng bao tiền một cân đến tay người tiêu dùng? 250, 300, 330 thân rồi đấy mà hơn 300. Tắm cái kia xịt thì kia mà nó không giáp gì. Ôi giời, cái da nó dày thế này à. Nó lại sướng ấy. Xịt sạch thế mà nó đứng im. Mạnh lắm đấy, mình ừ. Chảy máu ấy. Chảy máu ấy, mạnh thì kia cơ mà. Nó sướng thật đấy chị, nó đã gãy ngứa cho nó. Ví dụ như những con như này tầm hơn 20 triệu hết ạ. Đó, nó từ đây tầm to là con này như thế này hơn 20. Giống 18 triệu, 20 triệu, giống 18 triệu là mấy tháng nhỉ? 6 tháng. Con kia là 1 năm à? 9 tháng. Thoáng mát nhỉ? Nóng nóng đấy. Đây là chơi đàn chi chương. À. Nó nóng quá rồi, cùng tưới mát là nó không chịu. Thế ở Thái Bình nhà bác nuôi bao nhiêu bò đỏ rồi? 50 con á? Nhiều.